Cơm nhà ICD sao? À bài mới, bài ra hôm 20 tháng 10 đúng không? Đây rồi. C. Tủ quần áo. Có một cái tiếng mở gì đó nằm bên này. Nó xếp đồ đạc vào vali, xem còn thiếu gì. Bất chợt tìm thấy chiếc áo màu xanh nó đã mặc vào ngày nó rời đi. Là chiếc áo nó yêu thích mà lâu nay nó cứ ngỡ mình là mất. Nó chợt nhớ lại, mẹ nó từng nói, con phải dạy cho cháu của mẹ biết bữa cơm gia đình là điều quý giá nhất. Nó chợt nhớ ra mùi vị bát canh mà mẹ nấu. Biết nó sẽ ăn vụng điên cả giá nên mẹ giấu. Thưởng thức sườn xào chua ngọt mà kệ trời dâu. Rồi bát cơm nóng hổi là những miếng thịt đông. Nó cảm thấy háo hức, chuyến bay về thăm bố mẹ khiến nó háo hức. Nó giục dã người vợ, nướng tóc một chút. Nó muốn ăn cơm mẹ nấu ngay lập tức. Nó muốn ra sân bay ngay lập tức. Cuối cùng, nó cũng được ôm gia đình bằng xương bằng thịt. Không còn là những nét mặt được biểu lộ qua hình. Là cái thứ hạnh phúc, chẳng cần người ta nhìn. Nó đến từ bên trong, sau bao ngày đêm mau. Cả nhà bên nhau với bữa cơm. Nó biết lúc này chẳng có gì hơn. Cơm mẹ nấu ắt hẳn phải hoàn hảo. Nó gắp miếng đầu tiên lên miệng và wow. Đủ luôn nha gà. Wow. Sao món này mặn vậy? Không. Đây đâu phải kiểu mẹ hay nấu trước đây. Nó nhìn vào mắt của mẹ nó, những nếp nhăn rất rõ mà giờ nó mới thấy. Nó bỏ bát đũa xuống, mắt nó rưng rưng. Nó quay sang nhìn vợ mình, thời gian như đang ngưng. Lẽ ra lúc này nó phải vui, về nhà phải mừng chứ. Nó và vợ đều khỏe mạnh, nhưng lại đầy vết thương của quá khứ. Quá khứ đó là những đêm nó về trễ. Nó biết kiếm được tiền ở nơi đây không hề dễ. Về nhà phải đối diện phần cơm canh nguội nhạt. Nó cố nuốt từng hạt cơm như chịu đựng hình phạt. Cơm canh cái kiểu gì thế này? Lưỡi của cô bị hỏng à? Xin lỗi. Nấu một bữa tử tế cho gia đình thì khó lắm à? Nhà mình hết gia vị rồi. Nó nhớ những bữa tối mẹ nấu, bữa cơm với những món nó thích. Nó thu mình lại một góc. Giờ nhìn mâm cơm có vọt vẹn ba cái bát. Nó đấm tay liên tục vào tường và khóc. Nó lướt vào xã hội, mỗi tấm hình mà ai đó khoe về sự thành công như vết cứa vào tim. Nó gọi điện về nhà, ngoài hai chữ con ổn. Nó chẳng biết nói gì, xong rồi lặng im. Nó cúp máy rồi khóc, nước mắt cũng chẳng khiến. Trong ví nó thêm đầy, làm việc quên đêm ngày. Nó cảm thấy chỉ mình nó là đang gặp chuyện xui. Mọi người đều thành công hết, giờ này chắc đang vui. Những bữa cơm tệ hại ở công trường khiến nó muốn bỏ việc, muốn chửi mắng cuộc đời. Nhưng nó sợ, thành ra nó dành cái mặt cười cho xã hội. Còn sự nóng giận, nó dành cho vợ. Đủ. Chết người. Bố chỉ tiễn con được đến đây thôi. Máy bay chuẩn bị cất cánh. Bố muốn nói với con vài lời. Chiếc áo màu xanh bố luôn giữ bên cạnh. Bố đã giữ gìn, dù nó có rách, bố không nỡ đánh mất. Và bố mong con hiểu, bữa cơm gia đình là điều quý giá nhất. Bố sẽ không trách con nếu một ngày con la cà cùng với đám bạn ngồi nhậu ở ngoài kia. Cẩn thận với nỗi buồn, cẩn thận với những ngày bụng con chẳng có gì ngoài rượu và bia. Nếu con ngồi nhà hàng và thấy đồ ăn ở đó ngon thì con có thể tận hưởng. Nhưng bố không muốn, không bao giờ muốn sau bữa ăn đó con trở thành kẻ tâm thương. Con có thể làm cho người khác ngán, rồi con loay hoay đi tìm đáp án. Chỉ là họ ra vẻ không quan tâm, nhưng ngay khi con rời bàn tiệc mọi chuyện được phát tán. Đừng quá ghen tị, ăn bảo ngư vì cá thì thường ăn ở nhà hàng là đúng rồi. Mì dế với cơm hộp thì ăn đâu chẳng được, thậm chí chỉ dám ăn một mình thôi. Bố sẽ không trách nếu một ngày nào đó con thấy rằng có một người con gái nấu ăn ngon hơn mẹ, một người mà con cần bảo vệ. Có thể bát cháo con nhận được vào lúc ốm vì dở tệ, nhưng mà tình yêu mới là nguyên liệu chính. Đừng quá khắt khe với người thân bên cạnh mình. Con cũng chẳng hoàn hảo hơn họ là mấy. Con cũng chẳng hoàn hảo hơn họ là mấy. Sau này có thể về nhà, con sẽ chỉ là khách. Nghe đau lòng nhỉ. Bố biết là con sẽ không muốn trở về nhà với hai bàn tay trắng đâu. Nhưng mà dễ gì, chỉ mong con nhớ bữa cơm bố mẹ từng nuôi con lớn đến hôm nay để mà con nhớ. Ít nhất là nhớ.
phê nha. Cũng thức quá ta. Bài này bài này của ICD. Bài này chúng ta không còn thấy ICD của những cái cặp vần đen chi chít, của những cái flow rất là khó. Bài này nó là tiếng động, nó là âm thanh, nó là chi tiết, nó là hình ảnh, nó là cảm xúc. Delivery của ICD bài này thực sự là thổn thức. Thực sự là thổn thức. Có những cái đoạn mà mình nghe được, mình có cảm giác là cái người ở bên kia con mic người ta đang thổn thức thật. Bài này tôi nghĩ là anh em mình nếu như mà nghe, chắc chắn là tại vì ai mà chả có gia đình đúng không? Ai ít nhất một lần, không phải ít nhất một lần, ai mà chả được nuôi lớn hơn vì những bữa cơm nhà đúng không? Ai cũng sẽ có những cái khoảnh khắc mà cũng phải có những cuộc vui ngoài kia, có những cuộc ăn ngoài kia, cuộc chơi ngoài kia mà mình quên mất cơm nhà. Cho tới khi mà mình bị đẩy vô cái thế là mình bắt buộc mình phải cơm hàng cháo chợ thì mình mới này nó chân thực. Âm thanh của bài này làm hay. 12 năm chưa về được sao? Trời ơi, sớm về đi nào. Bài này là một bài mà chắc chắn là anh em mình nghe, em nghĩ là anh em mình nghe ai cũng sẽ kiểu ít nhiều sẽ có cảm xúc. Nhưng mà bài này nó sẽ nặng nề lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ thế. Bài này thì chắc nếu như mà cái này á, nếu mà mình reaction nó kiểu bow liên tục, kiểu cứ bow á, thì chắc chắn là cái trải nghiệm của mọi người lần này với bài này là nó sẽ bị ảnh hưởng. Vì theo tôi á, bài này là storytelling. Bài này là storytelling. Tất cả cái mạch cảm xúc không phải là người dẫn chuyện kể, mà là hình ảnh kể và tiếng động kể. Kiểu nó nhập vai vậy liền á, hình ảnh kể và tiếng động kể.